nhưng mà hướng đi bắt đầu nó vô cao tốc. Từ từ thả câu ra đó. Vận chuyển vừa lên bờ. Chặt qua leo rồi. Bởi vì nó phải nó cẩn. Bỏ được. Ok. Được rồi, mượn cái muỗng nha anh. Mượn cái muỗng nha. Ok. Đây là trái thứ ba, trái này khá là to. Đó. Nhưng mà được ba trái rồi. Và một trái nữa. Cái này coi như đi. Anh muốn đem về chỉ có cái cam thôi. Rồi. Đừng dễ cho em. Rồi. Dễ. Chưa, dễ còn ta dễ đăng thôi. Quà dễ xe quá trời luôn. Rồi ok. Từ từ. À, còn công việc còn nhiều dễ không? Rồi, vô. Đây là cầu kinh mà hướng đi bắt đầu nó vô cao tốc. Từ từ thả câu ra đó. Được thả ra đi. Ô.
Ô, điện thoại trong này mau quá. Điện thoại này trúng nước. Để anh lên thêm tí nữa. Điện thoại trúng nước. Để anh đi, phải để anh lên thêm tí nữa. Anh đưa cái camera cho em. Không thể đùa được các bạn. May là chỉ mới ướt phần quần. Đây là dừa. Hả? À? Cái gì? Có. Cá. Cái gì? Mua bia anh, mua bia đi, bên đây có cá là có đủ luôn á. Hỏi cô có cá không? Có đi chứ. Có này đã đủ người ta câu. May là điện thoại không sao các bạn. Trong nước. Trong nước. Không trong nước là tiêu luôn. Chúng ta sẽ gọi là ra vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh để câu cá. Chúng ta nhìn thấy đó là landmark 81 và ánh mặt trời đang đi xuống. Ở đây đầu này có một trại vịt luôn các bạn. Các bạn thích ăn vịt thì lát nữa chúng ta sẽ lại đó mua vịt đưa lên đây nướng. À đây đâu phải là đường ray đâu. Đây là cầu. Mình cứ tưởng đây là đường ray xe lửa nhưng không phải. Đây là cái cầu của người ta đi bộ xe. Đây là một cái cầu sắt thôi. Và cái cầu sắt này các bạn, khi mà nước nó lên á, là chiếc xe đua của mình không thể chui qua lọt luôn. Bởi vì nước nó lên rất là cao. Anh đang chuẩn bị mồi để câu cá. Và đến lúc mà chuẩn bị mồi câu xong á thì trời tối và chúng ta đi về. Chuẩn. Không biết ở đấy sâu bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ chặt dừa nhá. Chặt dừa này móc ăn được không? Dạ, có đem mổ không anh? Không. Móc thầy móc đi. Mấy quả nhỏ không đây trước. À, đây dân chuyên nghiệp có khác. Rồi, dân chuyên nghiệp chặt dừa có khác ha. Rồi xử đi. À, rồi bây giờ chẻ cái này ra ha. Chẻ ở giữa thôi. À rồi. Đây nha. Đấy. Dừa này chắc được á, ăn được á. Non rồi. Non rồi, non rồi, hấp nước được rồi. Nhưng mà non là hấp nước rồi hả? Non á, non không có cái. Rơi nước không à. Non rồi, non dữ rồi, lấy bùn khác đi. Ừ. Coi như là coi như là dục xuống sông. Tí nó đi mắc kẹt nữa. Thì mới chết một đêm.